Xin chào quý khán giả thân mến. Công việc xây dựng tòa nhà Supermart vẫn đang được tiếp diễn. Hôm nay vẫn tiếp tục chuẩn bị khu xây dựng để làm việc với mạng kỹ thuật bên ngoài, bao gồm cả những công việc đất ngoài công trường, và đã thực hiện việc nổ đất. Đang chuẩn bị kết thúc công việc gia cố cho nền tảng để mà đặt máy lạnh lên trên. Trong thời gian tới, điều này sẽ cho phép lấp đầy tấm bằng bê tông và sau đấy tất cả các công việc bê tông sẽ được hoàn thành. Thiết bị sưởi ấm đã được chuyển đến sang phần khác của tòa nhà để bắt đầu xếp gạch sàn, đang tiến hành công việc chuẩn bị cho cống thoát nước. Đang bắt đầu đặt gạch lát sàn ở tầng 1 tòa nhà Supermart. Đang thực hiện công việc di chuyển cấu trúc kim loại và tấm sandwich từ nhà kho tạm thời sang tòa nhà. Việc này sẽ cho phép bắt đầu công việc lắp bức tường vách ngăn ở tầng 1. Trong tòa nhà hành chính, những công việc đặt tường, vách ngăn đang được tiếp tục làm trên tầng 2 và đã bắt đầu làm ở tầng 3. Hãy nhớ ấn nút like và ấn chuông để mà kịp theo dõi những cái tin tức của chúng tôi. Hãy là người đầu tiên để mà biết tất cả các thông tin về công việc xây dựng và về dự án. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm.